Rồi cô đặt câu Dạ, hỏi. Nam Mô A Di Đà Phật. Con xin kính chào Thiền Đức Tăng Ni. Con xin kính chào Lão Cư Sĩ Diệu Âm và các ba má liên hội đồng tu trên đường tu hội điện thế giới. Con là Nguyên Ngọc Pháp Doanh. Chào, con xin hỏi dùm cho bạn đồng tu đang có mặt trên Zoom. Nam Mô A Di Đà Phật. Kính xin Lão Cư Sĩ Diệu Âm cho con xin hỏi một câu là má con năm nay 73 tuổi, nay má con bị tai biến. Con khuyên má con niệm một câu A Di Đà Phật, nhưng má con chỉ niệm Bồ Tát Quan Âm vì nghĩ niệm Phật A Di Đà sợ chết. Nếu má con niệm Quan Thế Âm Bồ Tát và phát nguyện về Tây Phương Cực Lạc thì có được vãng sanh không? Trong 12 đại nguyện thứ 10 là Tây Phương tiếp dẫn, đại nguyện thứ 11 là Di Đà thọ ký. Nếu má con lâm chung thì ban hộ niệm phải niệm Quan Âm Bồ Tát hay là niệm Phật A Di Đà? Quý xin lão cư sĩ Duy Âm giảng giải cho chúng con hiểu cho thấu hành cho đúng. A Di Đà Phật. Xin tri ân lão cư sĩ Duy Âm. Nói với bà má này, mau mau niệm A Di Đà Phật cầu sanh Tây Phương Cực Lạc đi. Khi đi về tới Tây Phương Cực Lạc thành Bồ Tát Bất Thối rồi thì má mình cũng có cái nguyện giống như ngài Quán Thế Âm vậy, tức là tùng nguyện Di Đà cứu độ chúng sanh theo A Di Đà Phật tùng nguyện của ngài mà cứu độ chúng sanh. Mong chư vị phải nhớ cho, đã sợ chết thì quyết không thể nào vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc được. Niệm Quan Tâm thực ra là vì sợ chết, sợ bệnh, sợ nạn, cho nên tâm tâm cứ nghĩ giờ bệnh vừa khổ về nạn đó, chứ không phải là tâm tâm nguyện vãng sanh. Tất cả đều do má mình quyết định lấy. Chính Đức Quán Thế Âm nói rằng người niệm A Di Đà Phật từng phần pháp thân mở ra, từng phần khai mở chân tâm tự tánh là thuộc phần chứng tức Phật, không phải đơn giản. Chính ngài đã nói như vậy. Thành ra ngài giảng nói thời mà pháp này hàng phàm phu nhất định đừng buông câu A Di Đà Phật ra, bám chặt lấy danh hiệu A Di Đà Phật mà niệm, niệm A Di Đà Phật về trên đó, tay trong tay với Bồ Tát Quán Thế Âm. Còn bây giờ cứ quỳ lạy Quán Tâm cứu khổ cứu nạn thì giữa mình và Bồ Tát Quán Tâm vẫn còn xa vời vợt. Trong khi niệm một câu A Di Đà Phật từng phần tự tánh mở ra, từng phần tự tánh mở ra là đi về chân tâm tự tánh. Về chân tâm tự tánh thì rõ ràng mình là Bồ Tát Bất Thối, mình vi bạn lữ, làm bạn lữ với Bồ Tát Bất Thối, cùng nhau đi cứu độ chúng sanh, không chịu đi lại ở đây cứ chịu nạn để kêu mời ngài tới cứu khổ, làm cho ngài cũng đành phải than rằng tại sao chúng sanh cứ bám ở đây mãi mà chịu khổ mãi, làm sao ta cứu cho nổi. Mong chư vị phải hiểu cho rõ, mong người mẹ này quyết định nghe lời Phật dạy đi, niệm A Di Đà Phật mới được vãng sanh. Niệm Quán Thế Âm Bồ Tát là cầu ngài giải nạn, giải nạn này còn vãng nạn khác làm sao giải đi. Nhớ cho, muốn kính trọng Quán Thế Âm Bồ Tát, nghe ngài Quán Thế Âm Bồ Tát đi. Ngài nói niệm Phật là đệ nhất pháp môn, ngài tuyên bố long trọng trong kinh niệm Phật Ba La Mật. Chúng ta phải nghe ngài mà theo ngài đi, về đó rồi mình cũng phát cái tâm là tùng nguyện Di Đà cứu độ chúng sanh, mình với ngài cùng đi cứu chúng sanh, chứ không phải mình ở cõi ta bà này tiếp tục lấy ngài cầu ngài đến cứu nữa. Nhớ nhé chư vị. A Di Đà Phật. Dạ, Nam Mô A Di Đà Phật. Chúng con xin thành tâm cảm niệm công đức của Lão Cư Sĩ Diệu Âm và cũng cảm ơn câu hỏi của cô nó cho rõ cho chưa chúng con biết rằng là khi mà một người mà niệm Quan Thế Âm Bồ Tát thì thật ra người đó là sợ bệnh, sợ chết nhiều hơn là muốn vãng sanh Tây Phương Cực Lạc. Thật sự ạ. Và chúng ta nên
quyết buông hết những cái sợ xuống, chỉ nắm một câu A Di Đà Phật để về Tây Phương Cực Lạc ạ.